Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là Noel, thành ra mình chúc mấy bạn có một Noel thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Thì hôm nay Noel đó các bạn, nên thành ra là hôm qua mình có đặt mua mấy con bào ngư á. Hôm nay mình với mẹ mình ăn luôn, ăn dịp Noel luôn cho nó có không khí một chút. Thì mấy bào ngư mình chủ yếu mình nướng mỡ hành nha các bạn, làm mỡ hành rồi mình rắc hành phi rồi đậu phộng rồi lên để mình ăn chấm thôi. Giờ thì mình tiến hành làm nha các bạn. Đây mình pha muối đi chanh nha các bạn. Tiêu này là tiêu lớp nè. Tiêu tiêu lớp này cái mùi nó thơm lắm. Tiêu trắng nè. Bỏ thêm chút tiêu chín nè, cay tại vì cái muối tiêu nó không cay lắm. Mình còn hủ nước chấm ở trong đó, chấm vàng này. Muối tiêu chanh rất là ngon, ngon dữ lắm, nhất là tiêu lớn nó còn hương vị thơm thiệt là thơm. Cái vàng quá thì mình kéo lên vàng để chưa có độ vàng, cái bếp lò sẽ cho mình giá trị. Này là hành phi, mẹ hành phi xong nha các bạn. Này là mỡ hành. Này đậu phộng. Này là muối tiêu chanh nè. Còn đây dương vật chín nữa các bạn. Cái con này cái size nó hơi nhỏ nhưng mà bào ngư này là bào ngư đông lạnh nha các bạn. Cái size này tầm 25 đến 30 con một ký nè.
là mình mua là 560 á. Lúc đầu mình đặt là 1 kg là tầm 10 đến 15 con rồi mà nó giao nhầm á. Giao nhầm sao? Rồi giống 15 con là giá 880. Mình đặt 1 kg khoảng 10 đến 15 con là cỡ 850 á, mà nó giao sao thành 1 kg là thành 25 30 con luôn. Lỡ giao ăn chứ biết sao vậy. Mốt mình mua chỗ khác, chỗ này nó làm ăn nó chán quá. À, nghe tiếng xèo xèo đã không? Như nó chín hết rồi mà. Rồi. Xin chào các cháu nha. Hôm nay trở lại với video clip của cô ha. Hôm nay cô ăn món xoàn sang lắm. Bầu ngư di cá rồi nữa. Ngon tuyệt trời luôn. Đây là cô vừa nướng nè, bây giờ cô ăn. Cô mời các cháu nha. Hành phi lên nè các cháu. Cái này hành mẹ mình phi luôn các bạn, thơm lắm, nó không như hành ngoài chợ. Hôm nay ăn nó rất là tuyệt vời nha các cháu, ngon lắm. Hành phi là mình cũng phi nè. Hành ngoài chợ đó bột không à. Cái này các cháu không biết gì không, nếu mà cái con bầu ngư này mà nó bự á, bữa hổm mình đặt nhưng mà nó không có đạt được tiêu chuẩn, là các cháu ăn dưới cái gì quên cha rồi, tép mỡ nữa, có tép mỡ là ngon mà nó thiếu tép mỡ. Hành phi này đổ uống cộng là uống cộng quá nha. Bây giờ mình ăn tới đâu bốc đậu phộng mình chế cho mình ăn chứ mình không thể đổ lên được nữa nha các con, nó sẽ đầy quá rồi. Từ nhỏ tới lớn với cái xã hội bây giờ cô mới được ăn cái bầu ngư này nè, cô không có biết cái bầu con bầu ngư. Bây giờ cho cô ra đường cô cũng cho là con ốc mà chứ con không có là con bầu ngư. Rồi mới ăn đi. Rồi ăn. Bộ nóng quá sao cầm. Rồi. Ngon lắm các con ơi nè. Mời các con. Vậy mà nó mềm cái đâu, nó đâu có dai. Ngon quá các con. Rồi mình ăn thử một con nha. Con bé ngoài đi. Ở trong nó nóng lắm. Nha. Yeah. Đây, mình ăn con này nha các bạn. Có cần khăn giấy không? Khỏi, đâu có nóng lắm đâu. Mình sẽ thêm một miếng đậu phộng vô. Chất lượng chưa? Ngon lắm các con nuôi, ăn sang quá mà. Nó đặt 1 kg mà 10 con đến 15 con. Ngon lắm các bạn ơi. Thịt nó dai dai như sò dương vậy. Đúng không, sò dương. Ngon hơn sò dương luôn á. Cô gần đó mua giá số tiền 500-600 ngàn ký là thôi. Cô chạy tét không dám mua. Chạy tét đít luôn. Cô ăn con này là con thứ ba rồi nè. Con đấm nha các con. Ăn đổ thấy hùm lum tự nhiên nhỏ quá, cái hình thù nhỏ quá. Ăn con miếng khăn giấy. Con thứ hai nha các bạn. Mình mời mấy bạn nha. Con ăn con thứ hai, mẹ tới con thứ tư rồi. Cái mùi mỡ hành với hành phi nó thơm lắm rồi. Thêm đậu phộng giòn giòn ăn. Chất lượng.
giờ mới ăn đi. Đây cô cho vô miếng đậu phộng đây. Cô mời các con ha, các con thấy cô ăn cái có ngon không? Ngon lắm á, tuyệt vời. Đây cô mời, cô mời các con này, cô ăn ngon lắm các con ơi. Quán cảnh nhai hấp cái nước của con bồ ngư á, nó có chất muối tiêu chanh, có chất mỡ hành đồ, nó thứ nó thơm lắm, con nghĩ chất bổ lắm á các con. Ngon đấy, tan là phẩm ngon á. Thì mình với mẹ mình nướng nãy giờ khoảng mười mấy con à. Còn một thao để chưa xào nóng đông cô cho cả nhà ăn cơm luôn, khỏi chợ. Cô ăn cô cảm nhận được là chắc cô ăn riết là béo phì luôn à. Ngon. Cô ăn cái nào được quá trời chất luôn mà. Quá trời. Ngon. Số 1. Ăn mà thèm luôn á. Đậu phộng không bỏ ốc bỏ vào miệng luôn. Đấy miệng ngon, một cái ốc nhỏ mà bỏ một đụng xít. Giờ tới mình rồi các bạn ơi. Ngon quá trời. Cũng vui rồi. Nhớ ủng hộ cô nha, cô cũng không quên chúc sức khỏe các cháu được nhiều sức khỏe và đi trên con đường mình đang đi tới, tiến tới mậu mặt thành công. Với là Tết nhất tới nơi rồi. Chúc các cháu an khang thịnh vượng, vui vẻ một năm mới sắp về với mình rồi nha các con ha. Rồi xin chào, chào các con nha. Nhận video này các bạn. Các bạn thấy video hay thì nhớ nhấn nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt.